Xin chào tất cả các bạn. Hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận thêm nhiều video tóm tắt sách hay mới từ kênh Kim Hà Official. Bây giờ thì mời bạn lắng nghe bài chia sẻ 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Think and Grow Rich. Thay đổi cuộc sống của bạn. 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Think and Grow Rich là quyển sách không thể thiếu của những người yêu tài chính và kinh doanh. Được đúc kết bởi toàn bộ bí quyết tư duy kinh doanh. Quyển sách này đã truyền cảm hứng và định hướng cho rất nhiều người thành công. Cùng tìm hiểu tóm tắt 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu ngay nhé. Sách 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu Think and Grow Rich. Đây là quyển sách kinh tế kinh điển toàn thế giới, trong suốt 70 năm đã bán được 60 triệu bản. Nội dung sách được tác giả Napoleon Hill tổng kết các kinh nghiệm, chiến lược kinh doanh từ các cuộc phỏng vấn với hơn 500 người nổi tiếng, hàng nghìn doanh nhân trong suốt 30 năm. Giúp cung cấp nền tảng tài chính cơ bản cho bạn. Từ những nguyên tắc này, bạn sẽ được trang bị tư duy, kỹ năng làm giàu cũng như hành động thiết thực để tự thay đổi vấn đề tài chính của bản thân. 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Đây là một trong những quyển sách liên quan đến vấn đề tài chính cá nhân được khuyên đọc càng sớm càng tốt. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến vấn đề tài chính và mong muốn cải thiện vấn đề này thì không nên chần chừ. Những nguyên tắc vàng còn được khuyến cáo áp dụng vào chính cuộc sống để bạn nhận lại những điều tốt đẹp. 1. Cụ thể hóa mong muốn làm giàu. Mong muốn, khát khao là những nấc thang đầu tiên của sự thành công. Nguyên tắc đầu tiên trong 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu này quả thật đã thôi thúc tâm trí của mỗi người chúng ta. Bạn không có nhu cầu thì làm sao bạn hành động? Bạn không có mục tiêu thì bạn biết sẽ phải làm gì? Càng cụ thể mong muốn đến chi tiết thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được. 2. Tin vào chính mình. Niềm tin là sức mạnh. Đặc biệt là việc tin tưởng hoàn toàn vào bản thân sẽ là nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Chính bạn đang truyền vào tiềm thức của mình nguồn sức mạnh này để hiện thực hóa mọi nhu cầu ước muốn của bản thân. Bạn phải tin bạn làm được trước khi bạn làm. Bạn không tin vào bản thân thì đồng nghĩa bạn đã chấp nhận thua cuộc trước khi bắt đầu rồi. 3. Tự ám thị bản thân. Trong 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, đây là nguyên tắc mà có thể nhiều người còn nghi ngờ. Nhưng bạn dường như đã đánh giá thấp tác dụng mạnh mẽ của nguyên tắc này. Nếu bạn không đặt mình vào vị trí đích thì bạn sẽ không hướng đến đích đã đặt ra. Nói cách khác, hãy luôn đặt mình ở vị trí mà bạn muốn. Hãy sống và làm việc với mục đích đó, thành quả đó. Để từ đó, bản thân bạn sẽ tự xây dựng các hành động, suy nghĩ tương xứng. Bạn muốn trở thành vua, hãy xem mình là vua và cư xử như một vị vua. 4. Trau dồi kiến thức chuyên môn. Tác giả sách 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu nhấn mạnh tầm quan trọng của kiến thức trong cuộc sống. Khoan dừng lại việc học tập trau dồi khi bạn có được kiến thức cơ bản. Đó mới chỉ là khởi nguồn mà thôi. Hãy tiếp tục sự nghiệp học tập nghiên cứu ở tầm cao hơn, sâu hơn. Bạn không thể tay không đánh giặc. Bạn cũng không thể giàu mà không có kiến thức hỗ trợ. Dừng lại là bạn đã tự loại mình ra khỏi sự thay đổi chuyển biến không ngừng của thế giới. Bởi vạn vật không đứng yên, bởi kiến thức bạn có hôm nay có thể sẽ không còn phù hợp vào ngày mai nữa rồi. 5. Phát triển trí tưởng tượng. Trí tưởng tượng bao gồm trí tưởng tượng tổng hợp và trí tưởng sáng tạo. Nếu trí tưởng tượng tổng hợp đến từ kinh nghiệm, quan sát thì trí tưởng tượng sáng tạo là bẩm sinh bên trong của mỗi cá thể. Cần sử dụng trí tưởng tượng để tạo nên những mong ước, những suy nghĩ mạch lạc, những khát khao đẹp đẽ. Yếu tố này sẽ giúp bạn sản sinh nên những hành động, những kế hoạch cụ thể. 6. Nghĩ giàu phải đi đôi với làm giàu. Nguyên tắc này trong 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu để chỉ dẫn cho bạn hành động. Nếu nghĩ xong và để đó thì mãi mãi sẽ không có bất cứ điều gì xảy ra. Vì vậy, nếu đã nghĩ thì hãy thực hiện. Bạn cần có kế hoạch, bạn cần làm song song. Làm giàu là làm rõ ràng, làm chi tiết, làm thật cụ thể, làm giàu không khó, khó là làm sao cho hạn chế rủi ro.
Mất mát không đáng có để thành công. 7. 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu không thể thiếu tính quyết đoán. Chần chừ, thiếu quyết đoán đôi khi sẽ phải nhận lấy những hậu quả nặng nề. Vì vậy, xây dựng tâm thế của người luôn quyết đoán cũng góp phần tạo nên sự thành công cho bạn. Bạn sẽ phải luyện tập nhiều mới có được đức tính này. Thông qua việc lắng nghe, quan sát cùng sự kiên định sẽ giúp bạn vững vàng hơn khi đưa ra quyết định. 8. Kiên trì trên con đường làm giàu. Không có con đường nào trải toàn hoa hồng. Và con đường làm giàu vốn sẽ vô cùng chông gai. Khó khăn luôn rình rập và nếu bạn bỏ cuộc thì mục tiêu ban đầu không bao giờ có thể chạm đến. Kiên trì và kiên trì đến cùng là nguyên tắc cần nằm lòng trong 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu mà Napoleon Hill muốn nhấn mạnh cho bạn. 9. Học hỏi cách làm giàu từ người thành công. Người thành công là người đã đi qua con đường mà bạn đang đi. Học hỏi từ người thành công để bạn có thêm những kinh nghiệm ứng phó cũng như tránh bớt những rủi ro được báo trước. Có thể, tại mỗi thời điểm áp dụng, điều này không còn phù hợp. Nhưng, sẽ luôn có những điều hay mà bạn nên học từ những người đã thành công. 10. Giải tỏa năng lượng. 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu chú trọng việc giải tỏa năng lượng của mỗi cá nhân. Việc kìm nén hoặc hạn chế nguồn năng lượng này sẽ là phí phạm cho sự thành công trong cuộc sống của mỗi người. Năng lượng ở đây là khả năng của mỗi cá nhân. Bạn nên giải tỏa bằng cách phát huy, đồng thời kết hợp với các nguồn năng lượng khác để đạt được mục tiêu lớn hơn. 11. Tư duy tích cực. Chúng ta cùng nhìn nhận việc tiếp xúc với người có tư duy tích cực sẽ tốt hơn so với người có tư duy tiêu cực. Tư duy tích cực kích thích, động viên và cổ vũ bạn tiếp tục trên hành trình của mình. Tập tư duy tích là nhìn nhận vấn đề ở những góc nhìn mới mẻ, không tù túng tạo điều kiện để bạn sáng tạo và phát triển vượt bậc. 12. Rèn luyện não bộ thường xuyên và có ý thức. Não bộ khi được rèn luyện sẽ suy nghĩ nhanh và chính xác hơn. Theo thời gian, bạn còn tạo được phản xạ tự nhiên nhưng có ý thức cho não bộ của chính mình. Điều này có lợi cho bạn trong cuộc sống trước các sự vật sự việc mà không phải chỉ trong việc làm giàu. 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu coi trọng não bộ bởi đây là trung tâm nguồn cội của suy nghĩ và hành động của bạn. 13. Tin vào trực giác của mình. Có thể bạn còn nghi ngờ về nguyên tắc này. Nhưng tác giả đã chỉ ra rằng có rất nhiều tên tuổi đã luôn sử dụng nó và họ đã đạt được những thành công nhất định. Trực giác hay giác quan thứ 6, hay linh cảm. Một khi xuất hiện thì có nghĩa là bạn đã khởi động được điều đó. Việc của bạn là hãy tin vào điều đó mà thôi. Song song với những chỉ dẫn về tài chính, 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu còn mang nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Hy vọng bạn đã có thêm những định hướng tốt đẹp, sáng sủa và mới mẻ cho hành trình sắp đến của mình khi đọc xong quyển sách quý giá này. Hà vừa chia sẻ với bạn 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu của Napoleon Hill. Hy vọng video có hữu ích với các bạn. Nếu bạn nào xem video mà chưa bấm nút đăng ký và chuông thông báo thì hãy thực hiện ngay nhé. Vì Hà sẽ còn quay lại với nhiều video hữu ích hơn nữa. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.